Vâng, trung tâm điện máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video này. Hôm nay thì bên em sẽ review và giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình một cái mẫu sản phẩm cực kỳ là tiện lợi, một chiếc máy thổi bụi bằng pin siêu tiện lợi, phù hợp với mọi gia đình các bác nhé. Bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm về cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại trung tâm điện máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản tiền trước. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác cứ yên tâm nhé. Thì trước khi đi giới thiệu chi tiết và đầy đủ chọn bộ sản phẩm này thì em nhờ các bác là khi mà các bác cập nhật theo dõi được cái video này của em, những bác nào mà đã đăng ký kênh rồi thì các bác nhớ là cho em xin một nút like và chia sẻ. Còn bác nào mà chưa đăng ký kênh, cập nhật xem kênh lần đầu tiên thì các bác nhớ là ấn vào nút màu đỏ là nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón xem những cái video tiếp theo của bên em. Thì em sẽ thường xuyên đăng tải video, mỗi một video sẽ là một dòng sản phẩm khác nhau để cho các bác nhà mình được thoải mái lựa chọn nhé. Các bác mà quan tâm sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề thì các bác cứ ấn đăng ký kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Đảm bảo sau này các bác sẽ mua được rất nhiều những cái dòng sản phẩm hay và hữu ích nhé. Thì không để mất thời gian của các bác nữa thì em sẽ giới thiệu chi tiết luôn về cái sản phẩm của ngày hôm nay. Một chiếc máy thổi bụi bằng pin rất là tiện lợi nhé. Thương hiệu Makute này các bác này. Hàng công ty chính hãng nhé. Đây là về cái phần bao bì ở bên ngoài. Cái này các bác sẽ sử dụng pin 20V. Thương hiệu Makute này các bác này. Về cái phần thông số kỹ thuật đây các bác nhé. Mẫu máy thì cực kỳ là đẹp và chắc chắn này. Đây là về cái phần thông số kỹ thuật đây. Để em sẽ quay sát để cho các bác nhà mình có thể là cùng nắm rõ được luôn. Các bác sử dụng pin 20V này. Vòng tua của nó là 20.000 vòng trên 1 phút. Đó, thì về cái sản phẩm này thì các bác sẽ sử dụng chân pin phổ thông nhá. Thứ nhất là các bác sẽ có một cái ống thổi như này. Đây là cái ống thổi bụi này. Và sẽ có một cái túi này, túi đựng bụi nhá. Túi đựng bụi thì các bác lắp ở cái phần phía này. Đây, nguyên bộ sản phẩm nhá. Và cái chân pin của nó sẽ là chân pin phổ thông này. Khoảng cách từ đây qua đây sẽ là 4cm nhá. Các bác sẽ sử dụng được những quả pin 10 cell. Nhà bác nào mà có những cái con khoan pin 10 cell, những cái quả pin trâu như này này, pin 10 cell hoặc pin 15 cell cũng được. Chân pin phổ thông của những cái hàng Hitachi hay là Makita rồi Daiwatt hoặc là Hukanix 1 là các bác có thể dùng chung pin được với cái thân máy thổi bụi này nhá. Thì bác nào mà có máy khoan rồi các bác chỉ cần mua một cái thân máy thôi, về các bác dùng chung pin với máy khoan. Hoặc bác nào nhà bác nào mà chưa có pin thì các bác có thể mua thêm một quả pin, một cái sạc nữa là các bác có thể sử dụng được. Đây em sẽ lắp máy vào pin này để chạy thử cho các bác xem. Chạy rất là khỏe. Rất là khỏe các bác nhá. Đó, thổi bụi là cực kỳ là mạnh luôn. Sức mạnh của nó rất là tuyệt vời. Thổi rất là thổi bụi thì siêu khỏe luôn. Đây là về cái phần thông số đây, được gắn ở trên máy luôn như thế này luôn này các bác này. Đấy, bác nào mà có nhu cầu quan tâm về cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới bên em nhé. Thì hôm nay thì hàng nó cũng mới về thì em cũng chưa có thời gian để cập nhật được cái giá, để cân đối cái giá chính xác cụ thể nhất để gửi tới toàn thể các bác. Các bác có nhu cầu quan tâm thì các bác cứ liên hệ trực tiếp tới bên em. Một lát nữa thì em sẽ cân đối giá cụ thể để em gửi tới các bác là cái mức giá là tốt nhất thị trường nhá. Các bác mà quan tâm thì liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai để sở hữu cái sản phẩm này nhá. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau.